Chào mừng mọi người đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho các bạn những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ của mọi người nữa, chúng ta hãy bắt đầu với những tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Ấn Độ công bố nguyên nhân thảm kịch tàu hỏa. Sai sót trong hệ thống phá liên động điện tử trên đường ray được cho là nguyên nhân dẫn tới thảm kịch tàu hỏa hôm 2 tháng 6 tại Ấn Độ. Chúng tôi đã xác định được nguyên nhân vụ tai nạn và những người chịu trách nhiệm. Bộ trưởng đường sắt Ấn Độ Ashwini Vaishnaw ngày 4 tháng 6 nói với hãng tin ANI. Tuy nhiên, ông từ chối cung cấp thông tin chi tiết trước khi có báo cáo điều tra cuối cùng. Thay đổi trong quá trình khóa liên động điện tử, tai nạn xảy ra là vì điều này, Bộ trưởng Vaishnaw tiết lộ, đề cập đến một thuật ngữ kỹ thuật chỉ hệ thống tín hiệu phức tạp được thiết kế để ngăn các đoàn tàu va chạm bằng cách sắp xếp chuyển động của chúng trên đường ray. Bất cứ ai đã làm điều đó và nó đã xảy ra như thế nào sẽ được tìm ra sau các cuộc điều tra thích hợp, ông nhấn mạnh. Vụ va chạm 3 đoàn tàu Balasore, bang Odisha, miền đông Ấn Độ hôm 2 tháng 6 đã khiến 288 người chết và 900 người bị thương. Đây được coi là một trong những vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất lịch sử Ấn Độ. Hiện tại, trình tự chính xác các sự kiện dẫn tới thảm kịch vẫn chưa rõ ràng, nhưng các bản tin dẫn lời một số quan chức đường sắt nói rằng loại tín hiệu đã khiến đoàn tàu Coromandel Express từ Kolkana chạy về phía nam đến Chennai bị đi nhầm vào một đường ray phụ, cuối cùng dẫn tới tai nạn. Nó đâm vào một đoàn tàu chở hàng và các mảnh vỡ để làm trật bánh một đoàn tàu cao tốc khác đang chạy vào thời điểm đó. Ấn Độ là quốc gia có mạng lưới đường sắt lớn thứ tư thế giới với tổng chiều dài hơn 126.000 km. Hệ thống này là một phần quan trọng trong lịch sử hiện đại và là quá trình phát triển kinh tế của Ấn Độ theo các chuyên gia. Tuy nhiên, hệ thống đường sắt tại Ấn Độ gặp một số vấn đề như bảo dưỡng kém và hạ tầng xuống cấp. Năm 2021, Ấn Độ ghi nhận gần 18.000 tai nạn đường sắt, khiến hơn 16.400 người thiệt mạng. Đa số các trường hợp được ghi nhận là ngã từ trên tàu hoặc va chạm với người trên đường ray. Tin tiếp theo, đèn tín hiệu sai có thể là nguyên nhân thảm kịch tàu hỏa Ấn Độ. Quan chức đường sắt Ấn Độ tiết lộ sai sót đèn tín hiệu vào đường ray có thể đã gây ra vụ va chạm 3 đoàn tàu ở bang Balasore, bang Odisha. Đoàn tàu tốc hành Coromandel tiến Sarila, Chennai tối 2 tháng 6 đáng ra phải đi vào đường ray chính. Tuy nhiên, đèn tín hiệu đã được bật để hướng dẫn đoàn tàu vào đường nhánh. Khi nó tông thẳng vào tàu chở hàng đang đổ ở đó, KS Anand, giám đốc truyền thông cơ quan đường sắt Đông Nam Ấn Độ, ngày 3 tháng 6 trả lời Reuters, tàu Coromandel khi đó di chuyển với tốc độ 127 km/h. Sau va chạm với tàu hàng, nhiều to của đoàn tàu Coromandel lật ngang chắn hai đường ray cạnh bên, làm trật bánh tàu tốc hành Howrah tiến Bengaluru Howrah khi nó lao đến với vận tốc 116 km/h. Diễn biến mới được công bố cho thấy tàu Coromandel là tàu đầu tiên gây ra sự việc, khác với thông tin ban đầu là tàu Howrah. Theo India Express, nhân sự quản lý đường sắt đã ra lệnh bật đèn xanh cho tàu Coromandel đi vào đúng đường ray chính. Tuy nhiên, tín hiệu này đã bị tắt mà không rõ lý do. Ủy ban an toàn giao thông đường sắt Ấn Độ chưa hoàn tất điều tra liệu đèn tín hiệu hỏng hoặc có sơ sót của người vận hành tín hiệu hoặc là lái tàu. Các quan chức Ấn Độ tối 3 tháng 6 thông báo giai đoạn tìm kiếm cứu hộ cho thảm kịch đường sắt đã kết thúc. Toàn bộ thi thể và hành khách bị thương đã được đưa ra khỏi hiện trường. Chiến dịch cứu hộ đã hoàn tất, chúng tôi chuyển sang công tác sửa chữa, người phát ngôn Bộ đường sắt Ấn Độ Amita Sama thông báo. Gần 24 giờ sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy ít nhất 288 thi thể và hơn 900 người bị thương. Sudhansu Sarangi, giám đốc lực lượng cứu hỏa bang Odisha, lo sợ số nạn nhân tử vong có thể tăng lên 380 do một số hành khách đang trong tình trạng nguy kịch. Tin kế tiếp, tàu chiến Mỹ, Canada di chuyển quanh eo biển Đài Loan. Khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường thuộc hạm đội 7 của Mỹ phối hợp với tàu chiến của Hải quân Canada đi qua eo biển Đài Loan. Hạm đội 7 ngày 3 tháng 6 thông báo USS Chung-Hoon, khu vực hạm mang tên lửa dẫn đường lớn Aleutian đã di chuyển qua eo biển Đài Loan cùng nhiều tàu hộ vệ tên lửa lớp Halifax, HMCS Montreal của Hải quân Canada. Mỹ cho biết hai tàu đang di chuyển trên vùng biển quốc tế được áp dụng quyền tự do hàng hải và hàng không theo luật pháp quốc tế. Chuyến di chuyển hiệp đồng của tàu Chung-Hoon và tàu Montreal qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ cùng đồng minh và đối tác về một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Hạm đội 7 mô tả hoạt động. Quân đội Canada mô tả chiến hải trình thể hiện quan hệ đối tác Mỹ-Canada vì hòa bình và an ninh khu vực. Hải quân Mỹ định hình thức hợp tác này là mảnh ghép trung tâm trong chiến lược đảm bảo khu vực an toàn và thịnh vượng. Mỹ cho rằng tàu và máy bay của mỗi quốc gia có quyền di chuyển tự do trong mọi khu vực mà luật pháp quốc tế cho phép. Lần gần đây nhất, Mỹ và Canada phối hợp triển khai tàu chiến di chuyển qua biển Đài Loan là vào tháng 9 năm 2022, một tháng sau chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ khi đó là Nancy Pelosi. Chuyến hải trình lần này diễn ra vào ngày Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin có bài phát biểu tại Diễn đàn An ninh Đối thoại Sarila năm 2023, diễn ra tại Singapore ngày 2 đến ngày 4 tháng 6. Ông Austin nói rằng mạng lưới quốc gia thân thiện của Mỹ ở châu Á sẽ chống lại hành vi cưỡng ép, đặc biệt ở biển Đài Loan. Ông khẳng định Mỹ cam kết duy trì hiện trạng ở Đài Loan và phản đối những thay đổi đơn phương từ cả hai bên. Tướng Cảnh Kiến Phong, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp quân Mỹ Trung ương Trung Quốc, ngay sau đó nói bên lề diễn đàn rằng những bình luận của Mỹ về Đài Loan phớt lờ, bóp méo sự thật và hoàn toàn sai lầm. Họ thường xuyên điều tàu và máy bay qua eo biển Đài Loan để phô trương sức mạnh, lôi kéo các nước khác can thiệp vào vấn đề Đài Loan, tướng Trung Quốc nói thêm. Căng thẳng Mỹ-Trung chưa có dấu hiệu đáng kể kể từ sự kiện Mỹ bắn rơi khí cầu Trung Quốc xâm nhập không phận vào tháng 2. Quân đội Mỹ cáo buộc khí cầu là thiết bị do thám, trong khi Bắc Kinh khẳng định đây là thiết cầu nghiên cứu dân sự để lạc vào không phận Mỹ. Trong khoảng 4 tháng qua, hai nước hạn chế tiếp xúc cấp cao. Chuyến thăm Bắc Kinh của Ngoại trưởng Anthony Blinken bị hủy và chưa được ấn định ngày lễ tổ chức mới. Trung Quốc hơn nửa năm qua tổ chức nhiều cuộc tập trận quy mô lớn xung quanh Đài Loan, hòn đảo mà Bắc Kinh cho là một phần không tách rời của lãnh thổ và tái thống nhất chỉ là vấn đề thời gian, kể cả bằng phương pháp quân sự. Tuần trước, tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc cùng hai tàu hộ tống đã di chuyển qua eo biển Đài Loan. Bản tin thứ tư, tàu chiến Trung Quốc xích va chạm khu trục hạm Mỹ ở biển Đài Loan. Một tàu chiến Trung Quốc xích va chạm với tàu khu trục Mỹ trong nhiệm vụ tuần tra chung giữa Canada và Mỹ quanh eo biển Đài Loan. Kênh Global News đã có mặt trên tàu HMCS Montreal khi hạm Canada tham gia sứ mệnh từ ngày 25 tháng 5 trên Biển Đông và chứng kiến sự việc. Theo đó, một tàu của Hải quân Trung Quốc đã tăng tốc và cắt ngang mũi khu trục hạm USS Chung-Hoon khi nó và tàu Montreal đi qua eo biển Đài Loan ngày 3 tháng 6. Chỉ huy tàu Montreal, thuyền trưởng Bao Monfor, mô tả đây là hành động không chuyên nghiệp. Khi nhận thấy tàu Trung Quốc thay đổi hướng đi, Monfor cho biết thủy thủ đoàn đã liên lạc với tàu Mỹ và đề nghị họ di chuyển nếu không sẽ xảy ra va chạm. Phía Mỹ phản ứng bằng cách yêu cầu Trung Quốc tránh xa con tàu, nhưng Chung-Hoon cuối cùng cũng phải đổi hướng và giảm tốc độ để tránh va chạm. Tàu Chung-Hoon và Montreal hoạt động cùng nhau gần một tuần ở Biển Đông trước khi đi qua eo biển Đài Loan. Global News cho hay đã nhiều lần chứng kiến các tàu chiến Trung Quốc theo sát tàu Canada trong quá trình này. Theo Montreal, Trung Quốc đã cảnh báo tất cả tàu Canada và Mỹ qua hệ thống vô tuyến bằng họ đang đi vào lãnh thổ nước này, mặc dù nhiệm vụ tuần tra chung diễn ra ở vùng biển được quốc tế công nhận. Tôi hy vọng đó là một sự cố tương tự để không xảy ra thêm lần nữa với chúng tôi, bởi chúng tôi có luật pháp quốc tế và đứng về phía mình, ông nói, đây là vùng biển quốc tế. Trong một tuyên bố gửi tới Global News, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada khẳng định lực lượng hải quân và không quân Trung Quốc đã theo dõi cũng như giám sát cả hai tàu một cách hợp lý và chuyên nghiệp. Các quốc gia có liên quan đã cố tình khuấy động những rắc rối và rủi ro ở bờ biển Đài Loan, phá hoại hòa bình và ổn định khu vực một cách ác ý. Jian Wei Li, giám đốc Bộ phận Văn hóa và Báo chí của Đại sứ quán Trung Quốc viết. Ông cho biết Trung Quốc sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đáp trả kiên quyết mối đe dọa và khiêu khích. Gần đây nhất, Mỹ và Canada phối hợp trên biển, khai tàu chiến di chuyển qua eo biển Đài Loan là vào tháng 9 năm 2022, một tháng sau chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Thường lệ thì bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc hôm nay cũng là tin hay, thú vị và hấp dẫn nhất trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Vậy nếu được bản tin thứ 5 hay, thú vị, hấp dẫn như thế nào thì chúng ta hãy bắt đầu với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha cả nhà. lý do Trung Quốc từ chối đối thoại với Mỹ tại Sarila. Việc Trung Quốc từ chối cuộc gặp cấp Bộ trưởng Quốc phòng với Mỹ bên lề đối thoại Sarila có thể phản ánh lo ngại của Bắc Kinh về sự hiện diện của Washington ở khu vực. Khi tracker RC-135 Mỹ ngày 6 tháng 5 hoạt động trong không phận quốc tế trên Biển Đông, tiêm kích F-16 của Trung Quốc đã bay cắt mặt ở khoảng cách hơn 120 m, gây ra vùng nhiễu động không khí. Theo Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương quân đội Mỹ Indo-Pacom, đây là cuộc chạm mặt căng thẳng mới nhất giữa hai cường quốc quân sự, dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang. Trong tiệc mở tối mở đầu ở Diễn đàn An ninh Quốc thoại Sarila ở Singapore ngày tối 2 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã bước đến chỗ Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thường Phúc và bắt tay rồi trao đổi ngắn, song hai người không dự định tổ chức cuộc gặp chính thức. Các quan chức Mỹ cho biết Trung Quốc đã thẳng thừng từ chối đề nghị về cuộc gặp, trong khi ông Austin từng trước cảnh báo nhiều lần có thể vượt tầm kiểm soát vì quân đội hai nước không liên lạc. Việc từ chối các kênh tiếp xúc với Washington phản ánh nỗi lo lắng của Bắc Kinh về sự hiện diện của quân đội Mỹ trong khu vực, cũng như quyết tâm khiến Mỹ cảm nhận được rủi ro từ các hoạt động đó, theo giới phân tích chính trị và quân sự. Trong cuộc họp báo ngày 31 tháng 5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho rằng Mỹ là bên có lỗi trong vụ va chạm mặt giữa trên sát cơ RC-135 và tiêm kích Z-16. Việc Mỹ thường xuyên điều tàu chiến, máy bay để giám sát ở phạm vi gần với Trung Quốc đã gây tổn hại nghiêm trọng an ninh quốc gia của chúng tôi, bà Mao nói. Các hoạt động khiêu khích nguy hiểm của Mỹ là nguyên nhân với các vấn đề an ninh trên biển. Wang Chi, giáo sư nghiên cứu quốc tế tại Đại học Nhân dân Trung Quốc ở Bắc Kinh cho biết, nước này từng trao đổi đàm phán với Mỹ sau vụ va chạm giữa máy bay và hai nước ngoài khơi đảo năm 2021. Vụ va chạm khiến phi công tiêm kích Trung Quốc thiệt mạng. Toàn bộ phi hành đoàn trên sát cơ Mỹ bị bắt khi hạ cánh khẩn cấp xuống đảo ở Hải Nam, sau đó được trả cho Washington. Nếu Trung Quốc chấp nhận lời đối thoại và hợp tác với Mỹ, Washington sau đó có thể tiếp tục chơi trò chơi nguy hiểm này, giáo sư Wang nói. Truyền thông nhà nước và các học giả Trung Quốc cũng tin thiên cho rằng nguy cơ va chạm tăng lên do hoạt động do thám tần suất của Mỹ đối với Trung Quốc ngày càng tăng. Cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật chuông để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ thì thay mặt cho ekip của tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn vào những chương trình lần sau.